Thưa quý vị, đúng 9 giờ sáng nay, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quốc tế. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại phiên họp trù bị, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí cao thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành. Theo đó, kỳ họp thứ 5 được chia làm 2 đợt. Họp tập trung tại nhà Quốc hội, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, nhằm xem xét thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Quốc hội cũng xem xét ban hành 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và xem xét cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự ngay tại đầu kỳ họp, cụ thể là xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, miễn nhiệm và bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.